Thưa quý vị, những giai điệu rộn ràng vang lên báo hiệu chương trình rất nhiều màu sắc về tình yêu, thật là dễ thương, thật là đáng yêu. Mang tên Thông Gia Song Đấu xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Thưa quý vị, Thông Gia Song Đấu là chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media thực hiện với khung giờ phát sóng quen thuộc là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Cùng đến với sân chơi tình yêu này đó chính là những cảm xúc của tình yêu đôi lứa. Các bạn nam thanh, nữ tú cùng đến đây để tìm kiếm thành đôi với nhau, và quan trọng là có sự góp mặt của các bậc phụ huynh nữa. Tiếng lòng của những người làm cha làm mẹ càng làm cho chương trình thêm giá trị hơn và đáng yêu hơn rất là nhiều. Vậy để xem ngày hôm nay cặp đôi có tìm thấy nhau hay không, và quyết định của người chơi chính có trùng khớp với lựa chọn của gia đình mình. Ngay bây giờ, chúng ta cùng chào đón các gia đình đến với chương trình hôm nay. Gia đình số 1, bố Phong Độ Đặng Văn Thiệp, con Hiền Lành Đặng Văn Tài. Gia đình số 2, mẹ Quý Phái Thu Thảo, con Điển Trai Hải Ngân. Gia đình số 3, bố Trầm Tĩnh Lê Văn Năm, con Năng Động Lê Quốc Bảo. Gia đình số 4, mẹ Sang Trọng Mộng Thùy, con trai Lịch Lãm Minh Hùng. Cho chương trình gửi lời chào đến bốn gia đình của mình và chúc bốn gia đình sẽ có những khoảng thời gian thật tuyệt vời. Quan trọng là mình ra sức nỗ lực để tìm một người bạn đời cho con của mình nha. Quý vị biết đấy, đây chính là đại diện của bốn gia đình và bốn người con của họ thì đang ở trong phòng chờ rất háo hức, và chúng ta cũng chẳng biết diện mạo của họ ra sao, chỉ có khán giả truyền hình là biết mà thôi. Vậy thì để xem ngày hôm nay một trong bốn người con này ai sẽ là người chinh phục được trái tim của người chơi chính. Ngay bây giờ chúng ta cùng đón xem người chơi chính hôm nay là ai. Xin mời. Minh Hương, nữ chính chương trình Thông Gia Song Đấu ngày hôm nay là cô nàng du học sinh vừa trở về từ Nhật Bản. Những năm theo đuổi con đường trở thành đầu bếp chuyên nghiệp đã giúp Minh Hương có được chỗ đứng nhất định ở nước ngoài với tiền lương đáng mơ ước. Nhưng bỏ qua tất cả sự thăng tiến, Minh Hương quyết định quay về Việt Nam để chính thức theo đuổi con đường diễn viên mà mình đam mê từ nhỏ. Nhận được phản hồi tích cực từ ban chuyên môn, Minh Hương nhanh chóng thu về cho mình những thành tích đáng ngưỡng mộ như Top 3 gương mặt khả ái năm 2018, Giải trẻ diễn xuất triển vọng năm 2019. Sống hết mình và nghiêm túc với đam mê, đôi lúc cô nàng quên rằng bản thân mình cũng cần được yêu thương và chăm sóc. Với phương châm sống rằng, chúng ta không thể nhớ những ngày trôi qua, nhưng chúng ta luôn nhớ những khoảnh khắc. Vì thế, Thông Gia Song Đấu chính là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ được Minh Hương gửi trọn niềm tin để tìm một nửa còn lại của mình. Chúc cho cô nàng đáng yêu này sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc trong ngày hôm nay nhé. Vâng, thưa quý vị, một cô nàng vừa xinh đẹp vừa tài năng, một du học sinh Nhật Bản vừa trở về Việt Nam. Cùng chào đón Minh Hương. Sắn và dịu dàng quá. Rồi, cho anh hỏi xem, khi mà mình đi du học ở Nhật Bản như vậy, mình trở về Việt Nam, thì cái lý do tiên quyết nhất để mình trở về là gì? Dạ, là lý do tiên quyết nhất của em là trở về là theo đam mê. Theo đam mê dạ. Diễn xuất. Dạ, đúng rồi. Em phát hiện ra đam mê diễn xuất của mình từ khi nào? Em phát hiện ra là từ lúc em còn nhỏ xíu cơ. Còn nhỏ xíu là thích dạ. Diễn xuất rồi dạ. Quan điểm về tình yêu của em như thế nào và lịch sử tình trường của mình ra sao cưng? Tới bây giờ thì em chỉ cần một người tốt, một người hiểu chuyện, biết quan tâm, lo lắng cho em. Và với tính chất công việc hiện tại thì em chỉ cần một người là
luôn luôn dành thời gian, luôn luôn có những cái thời gian riêng cho nhau là được. Còn lịch sử tình trường của em thì cũng không được nhiều, nhưng mà cũng dây dứt lắm. Cũng dây dứt hả? Nghĩa là khó quên. Dạ đúng rồi. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình? Dạ nếu mà mối tình sâu đậm thì 3 mối tình. 3 mối tình. Dạ. Tại sao gọi là dây dứt lắm? Tại vì mối tình cuối cùng là làm cho em cảm, ban đầu là em tưởng là em với người đó đã tiến tới hôn nhân rồi. Nhưng mà cuối cùng thì nó lại không như mong đợi. Do điều gì? Do là không tin tưởng nhau, không hợp nhau nữa hay do có người thứ ba? Dạ, do có người thứ ba. Wow. Em phát hiện ra người thứ ba trong trường hợp nào? Thì người thứ ba đó cũng không ai khác, đó là người yêu cũ của bạn đó. À, nghĩa là bạn đó chia tay người yêu cũ rồi. Dạ. Quen với em, sau rồi thì quay lại người yêu cũ. Dạ đúng rồi. Có thể khẳng định rằng là người ta chưa có quên người cũ. Dạ đúng rồi. Người ta muốn tìm mình để thay thế cái khoảng trống đó. Dạ. Đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ em còn tin vào tình yêu nữa không? Đã có một khoảng thời gian là em mất lòng tin hẳn về tình yêu. Rồi em cảm thấy là mọi thứ xung quanh nó kiểu tình yêu nó chỉ là một cái gì đó có cũng được, không có cũng được. Thì nhưng mà sau này em nhìn mọi người, rồi coi phim cũng nhiều. Nhìn mọi người hạnh phúc mình thèm dạ, đó. Đúng rồi. Kiểu như coi phim toàn là ngôn tình không dạ, không? Đúng rồi. Cái tự nhiên thấy thiếu thiếu. Dạ. Cái thôi thì mình mở cửa trái tim mình yêu lần nữa xem sao. Dạ. Cho nên em có mặt tại đây. Dạ đúng rồi. Vậy thì bây giờ để xem ngày hôm nay liệu rằng nữ chính của chương trình Minh Hương có tìm được một nửa yêu thương hay không. Chúng ta cùng chào đón hội đồng người thân của Minh Hương, xin mời. Xin giới thiệu với quý vị, đây là người thân của Minh Hương. Chắc là mình phải giới thiệu từng thành viên để cho khán giả được biết. Dạ xin mời ạ. Dạ, xin chào MC Phương Hiếu và dạ, chào tất cả mọi người. Mình tên là Thu Hương, mẹ của bé Minh Hương ạ. Dạ. Dạ, mẹ Thu Hương, con Minh Hương dễ thương quá. Dạ. Chào đón mẹ đến với chương trình ạ. Còn đây là ai ạ? Xin chào tất cả mọi người. Xin chào anh Phương Hiếu. Em tên là Trung Dũng. Dạ, em là em của chị Minh Hương. Em ruột. Dạ. Em ruột sao mà chị nói giọng miền Nam, em nói giọng miền Bắc? Dạ do là bé này thì vào đây trong Nam sống với ba mẹ dạ. từ nhỏ. Còn em trai thì ở lúc ở với ông bà nội ở ngoài. À cho dạ. nên là cũng được coi ha. Rồi hy vọng là em sẽ tư vấn cho chị của mình để tìm được một anh rể như ý nha. Còn vị còn lại. Dạ xin chào mọi người, xin chào anh Phương Hiếu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thế Ngọc. Em là bạn thân từ nhỏ với Minh Hương ạ. Thưa quý vị, đây là người thân của Minh Hương. Đầy đủ cả bạn thân nè, em và mẹ đã sẵn sàng rồi. Hy vọng rằng nhà trai chúng ta cũng sẵn sàng. Và đặc biệt là bốn chàng trai ở trên kia chắc cũng đang rất háo hức với nhan sắc xinh đẹp và dịu dàng này. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với vòng đầu tiên mang tên Con Tôi Là Số 1. Ở vòng đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng theo dõi bốn vị phụ huynh của nhà trai lần lượt dùng hành động dễ thương để mô tả những đặc điểm nổi bật nhất về bốn người con của mình trên sân khấu. Từ những hành động đó, gia đình cô gái sẽ đoán xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các bậc phụ huynh sẽ được lên tiếng chia sẻ đáp án và cho thấy tại sao con của họ lại là số 1. Sau khi nghe hết bốn lời chia sẻ, gia đình cô gái sẽ loại đi một gia đình mà họ cảm thấy không phù hợp nhất và nêu rõ lý do tại sao gia đình ấy bị loại. Thưa quý vị, các gia đình đã vào vị trí rồi. Ngay tại vòng 1, Con Tôi Là Số 1, chúng ta sẽ biết thêm nhiều thông tin về cả những người con của các gia đình luôn. Chắc chắn là đầu tiên gia đình nhà gái rồi. Thưa mẹ, em ở nhà là một cô con gái như thế nào? Đặc biệt là lý do vì sao mà gia đình mình có nhiều cái lựa chọn, có nhiều cái công việc để cho em trải nghiệm như vậy, mà lại không hỏi em là em muốn làm gì hay là em muốn trở thành như thế nào? Dạ, thì bé thì từ nhỏ thì có cái tính thì rất là biết nghe lời mẹ. Dạ, nhưng mà cũng có những cái quan niệm của con á thì con nghĩ cái đó là đúng, thì có những lúc thì con cũng
đi theo cái hướng của con. Ngay từ đầu bé đã không có hứng thú với cái nghề đó, nhưng mà vì nghe lời mẹ nên em đã theo con đường đó. Nhưng mà tới khi qua học thì bé mới phát hiện là mình không có không hợp với nghề. Thì có gọi điện về xin mẹ, thì nhưng mà gia đình khuyên nhiều lắm, nhưng mà em vẫn quyết định em đứng về đầu à? thì thôi, mới đầu thì gia đình nói chung là bị sốc lắm. Dạ. Cũng muốn giận con luôn, không muốn nói chuyện luôn á. Ban đầu ba em cũng khó chịu lắm, ba em kêu là thôi về thì tự đi thuê nhà trọ ở chứ không cho về nhà nữa. Nhưng mà vì em cũng hết hạn visa rồi mà em bị kẹt lại bên đó, lúc đó visa của em không được đi làm. Nên mẹ lén ba phải chu cấp tiền qua cho em. Sau đó là em về thì lúc đó là mẹ em cũng nguôi rồi, nên em mới về nhà làm nũng mẹ để năn nỉ ba. Là có nghĩa là có sự giúp sức của mẹ để năn nỉ ba. Dạ. Hỏi em trai, ở nhà chị gái của em là một cô gái như thế nào trong tình yêu, em có biết không? Có hay than thở về tình yêu cho em nghe không? Thường thì ở nhà em với chị em cũng không được thân cho lắm. Không thân là tại vì em theo phe ba mẹ nhiều hơn hay sao? Dạ đúng rồi ạ. Đúng rồi. Nhà thì em hay nghe lời ba mẹ hơn nên không có nghe cái ý kiến của chị ấy. Mà lúc chị về thì hai chị em mới tâm sự lại với nhau á, thì tâm sự thì cũng hiểu cho nỗi lòng của chị và cũng sẽ cố gắng để giúp chị để tìm được một nửa lại cho mình. Cảm ơn em rất là nhiều. Còn đây cậu bạn, mẫu chàng trai như thế nào sẽ là người thu hút được sự chú ý của bạn của em? Em nghĩ là từ xưa giờ em chơi với Minh Hương thì là em sẽ hiểu rõ về tính tình của cô bạn của em nhất. Thì em nghĩ là cô bạn của em sẽ cần một người biết quan tâm, biết thấu hiểu bạn Minh Hương nhiều hơn và có thể thông cảm cho cái công việc hiện tại của bạn đang học và đang làm là diễn viên. Nên là mỗi người làm nghĩ, nhất là bạn trai thì cần phải cho bạn Minh Hương là nhiều khi là có một cái không gian riêng để bạn nghỉ ngơi hoặc là bạn tập trung để bạn làm việc. Cảm ơn gia đình nhà gái rất nhiều. Đó là thông tin sơ bộ. Một vài điểm về tính cách và đơn giản là về sự lựa chọn cũng như đam mê của Minh Hương đây. Bây giờ chúng ta cùng làm quen với từng gia đình nhà trai. Mời nhà trai số 1 giới thiệu về mình. Xin chào anh Phương Hiếu, tôi là Đàm Văn Thiệp, được 45 tuổi, là cha của bé Đàm Văn Tài, 21 tuổi. Hai cha con chúng tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chào đón gia đình số 1. Mời gia đình số 2. Chào MC Phương Hiếu, chào gia đình nhà gái. Tôi tên là Thảo, năm nay tôi 42 tuổi, là phụ huynh của bạn Hải Ngân, năm nay 20 tuổi. Tôi và con tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, cảm ơn mẹ, dễ thương quá. Dạ, mời ba giới thiệu gia đình số 3. Xin chào anh Phương Hiếu, xin chào nhà gái. Tôi tên là Lê Văn Năm, tôi 50 tuổi. Con trai tôi là Lê Quốc Bảo, 23 tuổi. Dạ, chúng tôi làm người ở miền Trung nhưng vô sinh sống ở Sài Gòn đã lâu. Dạ, chào đón gia đình số 3. Dạ, mời gia đình số 4 giới thiệu về mình ạ. Xin chào nhà gái, xin chào Hiếu. Tôi tên là Mộng Thùy, con trai tôi tên là Minh Hùng. Tôi 45 tuổi và con trai tôi đã 22 tuổi. Gia đình tôi sống tại Bình Thạnh. Dạ, chào đón gia đình số 4. Thưa quý vị, đó là thông tin sơ lược để chúng ta biết các gia đình đến từ đâu. Bây giờ, lần lượt từng gia đình nhà trai sẽ có một hành động dễ thương để diễn tả về con trai của mình, để xem họ sẽ lựa chọn những hành động như thế nào nha. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để ủng hộ. Đầu tiên là gia đình số 1. Dạ, xin mời. Em nghĩ là bạn Nam chắc làm ca sĩ à? Làm ca sĩ hả? Dạ. Còn ý khác không ạ? Tôi cũng nghĩ là có thể là ca sĩ hoặc là làm MC. Dạ. Thì cũng có dính líu tới cái nghề của con gái. Dạ, dạ. Tại vì theo em thấy nha là ba bên đó diễn tả là thì nếu mà MC thì không có ngước cao vậy đâu. Dạ, MC chỉ cỡ này trở xuống thôi. Còn này giống là các bạn trên lầu ơi. Kiểu giống như ca sĩ vậy đó. Ca sĩ, giống như là ca sĩ. Vậy thì để nghe ba cùng giới thiệu về con trai của mình. Thật sự là hồi nãy bên tôi đang diễn tả là con tôi làm bên hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch. Tại vì chỉ hết trơn không à. Thì đặc biệt là con trai tôi nó cực kỳ đẹp trai. Đã ăn quá. Nói cực kỳ lưu loát.
Và đặc biệt luôn á, đối với tôi á, con trai tôi là number one, rất ngoan và rất là lễ phép, đi thưa về trình đàng hoàng. Và đặc biệt luôn á, nó hơi nhút nhát xíu. Dạ, làm hướng dẫn viên du lịch mà lại hơi nhút nhát hả? Cái này thấy lạ nha. Tại vì Hiếu có những người em làm hướng dẫn viên du lịch, cậu nào cũng lanh hết, lanh và tự tin kinh khủng. Lanh thì lanh thiệt, nhưng mà biết điều rằng là hơi nhút nhát về cái chuyện giao tiếp với tình cảm. À, nghĩa là còn hơi nhát gái xíu. Không sao, tại chưa yêu vậy, gặp đúng gu, đúng người yêu rồi là thấy cái cảnh tới công chuyện liền. Đó là con của gia đình số 1. Bây giờ chúng ta cùng xem gia đình số 2 sẽ diễn tả về con trai mình như thế nào. Dạ, xin mời. Gia đình nhà gái thấy sao? Em nghĩ là chắc là bạn này là sẽ làm người mẫu hay người là mẫu ảnh. Đúng rồi. Bây giờ khi mà những hành động đó mẹ diễn tả cho nhà gái, mẹ hãy cho biết là con mẹ cao bao nhiêu, đẹp trai hôn, tính tình sao, công việc, sở thích của em, để cho thấy rằng mẹ tự hào về con trai của mẹ như thế nào. Mời mẹ. Thì mẹ cũng rất cảm ơn con gái đã đón đúng cái nghề nghiệp của Hải Ngân, đó là nghề người mẫu. Thì Hải Ngân thì năm nay là được 20 tuổi. Hải Ngân cao 1m85. Trời ơi. Đó là Hải Ngân rất là chuẩn, chuẩn với cái chiều cao của một người mẫu. Do là mẹ và ba của Hải Ngân đã chia tay hồi năm Hải Ngân 8 tuổi. Thì Hải Ngân ở với mẹ, thì Hải Ngân lớn lên với mẹ, Hải Ngân rất là ngoan. Tánh tình của con á, là con sống rất là trầm lắng, nhưng đặc biệt là con rất là tình cảm. Con rất yêu thương mẹ và con yêu thương những người chung quanh. Con rất là lễ phép và đặc biệt nữa là con là một người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm. Mặc dù những cái chuyến mà con đi làm xa thì con hàng ngày con thường xuyên con gọi điện về cho mẹ, mẹ rất là cảm động. Thành ra nếu như mà hôm nay con chọn Hải Ngân của mẹ thì con là có một sự quyết định rất là đúng luôn. Dạ, cảm ơn mẹ nhà trai rất là nhiều. Bây giờ chúng ta cùng làm quen với gia đình số 3. Mời ba với hành động dễ thương ba dành cho con mình. Cảm ơn ba nhiều. Dạ, dễ thương quá. Nào, gia đình nhà gái chúng ta đoán xem. Em nghĩ là viết nhạc hoặc là một thợ dạy đàn piano. Viết nhạc hả? Sáng tác nhạc á. Sáng tác nhạc. Ờ, với nhạc. Yêu thể thao. Yêu thể có thao. Có chơi tennis. Bóng tennis. Dạ, còn em? Em nghĩ là một nhân viên văn phòng. Anh cũng nghĩ vậy, anh nghĩ thiên về nhân viên văn phòng. Và cũng có thể làm ở cấp trưởng phòng hay là quản lý. Tại vì ký, đúng không? Ký bỏ qua, ký bỏ qua. Với lại có thời gian đi chơi tennis nữa thì anh thấy giống chơi cầu lông hơn. Cầu chỉ lông. Có cầu lông mới đánh một tay thế này, còn tennis thì nhiều khi có rờ ve phải đánh hai tay. Tại anh dân tennis anh biết. Dạ. Đó, hay là thậm chí giày còn đánh giày lên thì chỉ có cầu lông. Đa phần là cầu lông. Đó là mình đoán thôi. Dạ. Để xem là ba sẽ giới thiệu về con trai ba như thế nào. Dạ, xin mời ba. À, Quốc Bảo là nhân viên văn phòng. À, yeah. Kế toán. Dạ. À, cháu có tính gia đình, cái nề nếp của gia đình là coi như là bên giáo dục, nên dạy con định hướng là trang bị cho con kiến thức đến khi trưởng thành, tự lập, không ỷ lại vào gia đình. Vì quê của chúng tôi là miền biển, nên chịu khó và có tính tự lập rất cao. Ngoài ra thì Quốc Bảo là có sở thích là cầu lông, rất là vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Nhưng khi bước vô công việc thì rất là nghiêm túc. Bạn bè thì lâu lâu xã giao hay là ăn uống gì chút xíu thì được. Nhưng không có giống như những thanh niên thời nay là ở quán nhậu nào cũng có mặt.
Đó là cái niềm tự hào đối với đứa con yêu quý của mình. Dạ. Xin hết ạ. Mẹ ơi, một chàng trai không rượu chè, mẹ thấy như thế nào? Chàng trai không rượu chè thời buổi giờ là cũng khó tìm. Yêu thể thao nữa. Dạ, mẹ. Yêu thể thao nữa, có công việc ổn định. Quá với đã luôn. Nghe anh đây nói thì gia đình có một cái sự giáo dục, con có tính tự lập. Và mình nghĩ chắc gia đình này chắc cũng là nhiều điểm cộng. Nhiều điểm, dạ. Nhiều điểm cộng với mình, mẹ, dạ, ha. Ngay bây giờ mời gia đình số 4 sẽ thể hiện hành động dễ thương dành cho con mình. Mời mẹ. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Em thì nghĩ là giao hàng. Tại cái hành động đưa hai tay, dạ, như vậy đúng không? Dạ, là bấm số điện thoại gọi. Đúng rồi, kiểu như là shipper hả? Dạ đúng rồi. Thưa quý vị, đó là hành động dễ thương của con nhà số 4. Cũng rất khó để biết chính xác công việc của em là gì, chỉ có mẹ em mới biết thôi. Mời mẹ giới thiệu về con mình. Xin chào nhà gái, xin chào Hiếu. Con của mình là một doanh nghiệp trẻ, nhỏ tuổi, là một nhà kinh doanh về điện thoại. À, kinh doanh điện thoại, dạ. Bé thì bé rất là hòa đồng, nhưng mà bé rất là tự chủ, độc lập và rất là quyết đoán. Đã quyết định làm là sẽ không bao giờ thay đổi. Chàng trai có lập trường rõ ràng, dạ. Rồi về việc học cũng vậy, từ lúc nhỏ là bé đã có cái máu kinh doanh rồi, từ lúc học cho đến lớn. Em thấy chàng trai này như thế nào? Em nghĩ là bạn này còn trẻ nhưng mà đã có một cái kinh doanh nhỏ như vậy rồi thì chắc là sau này tương lai sẽ lớn sáng lạc, đúng, dạ, không? Đúng rồi. Phi thường bất phú mà, dạ, phải không? Con nhà gái, dạ, có điểm cộng hay không cho gia đình này? Dạ, gia đình này thì bé nó cũng có tính tự lập và cũng đã làm chủ riêng cho bản thân rồi, thì thấy trước mắt thì là có một cái sự ổn định. Dạ. Dạ, nhưng mà có một điều là chỉ sợ là người chồng thì kinh doanh như vậy nhưng mà người vợ thì đi theo nghề diễn, chứ không biết là bên con trai chị có chấp nhận hay không thôi. Thì thực sự là bên gia đình của tôi á thì chuyên về kinh doanh, nhưng mà đối với con tôi thì tính của nó thì cũng là yêu thương, cũng rất là nhiều, cũng rất là bày tỏ, dễ gần. Nhưng mà bé có cái là cũng là thương nhiều quá sẽ đâm ra ghen á. Cho nên là nhiều khi bé mà đi nhiều quá thì thôi mình cũng đang do dự suy nghĩ lại ha. Nhưng mà con tôi nhất là số 1 trong gia đình tôi luôn á. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa nghe thông tin từ 4 gia đình nhà trai. Gia đình nhà trai nào cũng có điểm cộng trong mắt của nhà gái hết. Ngay bây giờ, theo quy luật của chương trình, tại vòng 1 con tôi là số 1 này, gia đình nhà gái phải đưa ra quyết định dừng cuộc chơi với một gia đình. Chỉ qua những câu chuyện vừa được kể, chỉ qua những hành động dễ thương mà gia đình nhà trai gửi gắm mà thôi. Tôi tin là rất khó khăn, nhưng mong mẹ nhà gái lúc này chúng ta tổng hợp lại những thông tin mà 4 gia đình đã chia sẻ, ai ưu, ai khuyết điểm như thế nào để mình lựa chọn loại cho chính xác. Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Thưa quý vị, thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Ngay bây giờ, kết quả là gì? Xin mời. Tôi xin dừng cuộc chơi với gia đình số. Với gia đình số 4 ạ. Dạ thì cũng nghe con chị thì làm nghề kinh doanh độc lập thì tôi cũng ưng, nhưng mà vấn đề giữa bé là nó đi theo nghề diễn á, thì chị nói thẳng là
khó chấp nhận được thì thôi ngay từ đầu mình chấm dứt. Dạ, đó là ý kiến của gia đình nhà gái. Nhà trai thấy như thế nào về lý do này? Thật sự là đó là cái suy nghĩ của người lớn thôi. Còn nếu mà hai bé gặp nhau mà nó có thể dung hòa với nhau được và có thể thông cảm cho nhau, hiểu cho nhau thì đôi lúc nó cũng sẽ có những cái mối thắt được gỡ ra thì nó sẽ tốt. Nhưng mà cũng rất tiếc. Rất tiếc phải không mẹ? Rất tiếc về điều đó. Nhà gái đã đưa ra quyết định rồi. Vậy thì bây giờ để xem khi mà cậu con trai của gia đình số 4 xuất hiện tại đây có làm nhà gái thay đổi suy nghĩ hay không. Cùng gặp gỡ chàng trai gia đình số 4, xin mời. Trong là mình nghe hết thông tin rồi, đúng không? Lý do gia đình nhà gái dừng cuộc chơi với mình, em thấy đồng thuận hay không đồng thuận? Thì em phải nói là từ đó tới giờ là ở nhà là mẹ em là người hiểu em nhất. Nên một phần mẹ em cũng nói là đúng. Nhưng mà vẫn chưa phải là hết là của em cũng là rất tiếc. Tại vì mẹ em nói em là theo hướng kinh doanh, còn bạn nữ là theo hướng nghệ thuật này kia. Nhưng mà thật ra theo hướng kinh doanh đó chỉ là cái củng cố mà về mặt sau này về kinh tế. Tại vì một phần trong em cũng rất là đam mê và thích nghệ thuật. Nhất là khi có một nửa bạn đời của mình mà làm nghệ thuật là em càng yêu mến và tôn trọng bạn hơn. Chứ không phải là đến lúc mà gọi là không thích hay là bắt ép bạn nữ là phải bỏ nghề theo kinh doanh như mình. Tại mình cũng phải hiểu được ý của đối phương mà tôn trọng. Dạ. Gia đình nhà gái thấy sao? Bạn xuất hiện tại đây thì mình có suy nghĩ khác hay là thay đổi quan điểm hay là mình vẫn giữ quyết định dừng cuộc chơi? Dạ, thì nghe cháu nói thì cô cũng thấy rất là hài lòng vì là con biết thông cảm và chia sẻ cái công việc của người vợ của mình. Nhưng mà thì gia đình của cô cũng đã có nhiều cái quan điểm để hỏi ý với nhau rồi thì xin phép dừng cuộc chơi với gia đình của. Nghĩa là vẫn giữ quyết định dừng cuộc chơi. Dạ. Còn em Minh Hương, em thấy bạn như thế nào và em có đồng thuận với quyết định của gia đình mình hay không? Dạ, thật ra thì em thấy bạn Nam thì em cũng hơi tiếc. Tại vì bạn cũng đẹp trai. Nhưng mà mình nghĩ đó là đúng là tụi mình mỗi người có một ý kiến riêng, nhưng mà nếu mà phụ huynh mà đã không đồng ý rồi thì khi mà về nhà chồng, phụ huynh sẽ cảm thấy rất là không phù hợp với mình. Thì sẽ em chỉ sợ là xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thôi. Cho nên mẹ em chọn em cũng đồng ý. Vâng, rất tiếc. Đó là quyết định của nhà gái đúng không? Mời mẹ xuống sân khấu ạ. Con mà nói như vậy thì mẹ cảm thấy như thế nào? Mẹ cũng thấy hối tiếc là hồi nãy mẹ cũng hơi nói ra sớm quá cái điều đó. Đúng ra phải ít ra cũng phải để cho con có sự lựa chọn. Nhưng mẹ nghĩ là mẹ cũng muốn một cái gì đó nề nếp trong gia đình mình. Bây giờ lại đôi lúc khi mà vợ con mà đi nhiều quá, rồi lúc đó con thì phải ở nhà lo cái cửa tiệm của mình nữa, thì nó sợ có những cái mâu thuẫn sẽ xảy ra. Nên là mẹ cũng chỉ thương thôi. Không sao hết. Quan trọng là sao? Ở đây thì mẹ cũng đều muốn tốt cho em. Và em cũng thật ra mà nói nha, người yêu hay là vợ là cho mình, nhưng vẫn là có một cô con dâu về nhà để đầm ấm hòa thuận với gia đình nữa. Chứ nếu mà vì vợ mình mà mình cãi lời mẹ, hay là vì vợ mình bất đồng với mẹ, hay vì mẹ mình bất đồng với vợ, đều là những mối mâu thuẫn không nên có trong gia đình.
quan trọng tìm được người thấu hiểu cả mình và có thể thấu hiểu được cả mẹ nữa, cho nên không sao, về trao đổi nhiều hơn. Với nền tảng gia đình mình tốt, tương lai mình sẽ có một nàng dâu tốt và một người vợ tốt. Ha? Chúc cho mẹ và em có nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong tương lai. Dạ, một tràng vỗ tay để chào gia đình. Thưa quý vị, như vậy là một ứng viên nam tiềm năng đã rời khỏi gia đình. Chúng ta còn lại gia đình số 1, 2 và 3 cùng đến với vòng 2 của chương trình mang tên Trái tim chân thành. Ở vòng 2 này, ba chàng trai sẽ lần lượt xuất hiện dưới sân khấu và có 3 phút để chinh phục trái tim cô gái. Sau 3 phút, các vị phụ huynh sẽ có 1 phút xuất chiêu hỗ trợ con mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Sau vòng này, gia đình cô gái sẽ loại đi một gia đình mà mình cảm thấy không tương xứng nhất. Thưa quý vị, ngay tại vị trí này, ở vòng 2 của trái tim chân thành, lần lượt từng chàng trai của các gia đình sẽ xuất hiện tại đây. Nghĩa là chúng ta sẽ thấy được diện mạo của các bạn như thế nào, đặc biệt là lời ăn, tiếng nói và quan điểm tình yêu. Hơn hết, từng chàng trai sẽ có 2 phút để chinh phục nữ chính và cả mẹ của nữ chính luôn, để xem các chàng trai của chúng ta mạnh mẽ và thể hiện ra sao. Ngay bây giờ, cùng gặp gỡ với cậu con trai cưng của gia đình số 1. Xin mời! Hình như là người em có tiếng đấu đúng không? Dạ. Em có thích nhảy không? Em cũng có chút à. Có chút hả? Là em biết nhảy về gì? Em nhảy b-boy. B-boy hả? Luyện tập. Cho nên anh thấy có những động tác tay đó là anh nhìn biết là dân trong nghề rồi. Rồi, bây giờ hãy tận dụng 2 phút nha. Dạ. Nói với em ấy những lời chân thành. Thời gian 2 phút dành cho đôi trẻ bắt đầu, xin mời. Chào em. Thì lần đầu anh bước lên đây thì anh cũng không biết nói gì. Thì anh chỉ muốn hỏi em là em thích gì. Thật ra em cũng là người thích đi du lịch, nên nghe nói anh là nghề du lịch thì em cũng thích lắm. Rồi ngoài ra em còn thích một người đàn ông thấu hiểu em, đồng cảm với em vì nghề này của em cũng khá là phức tạp. Chỉ như vậy là đủ ạ. Còn anh ạ? Anh thì anh cũng có thể đồng cảm với em. Tại vì anh là người du lịch, anh tiếp xúc rất là nhiều khách hàng và cũng phải tiếp xúc với họ, mình cũng phải đồng cảm với họ, tại vì dẫn dắt họ. Thì nếu mà em tin tưởng anh thì anh là du lịch, anh cũng có thể dẫn dắt em rất là nhiều thứ trên con đường của anh đang đi và lựa chọn. Và cũng còn nhiều thời gian và anh cũng đang khá là run. Dạ, con chào cô. Rồi con cũng không biết phải nói gì, thì con xin cô có thể cho con cơ hội để giữ bạn Hương lại ở đây. Và xin chào hai anh. Em có thể nói giúp em một vài lời để có thể giữ bạn Hương ở lại. Con sẽ cam kết sẽ yêu thương bạn Hương rất nhiều và yêu hơn bản thân của con. Và con cam kết thì con sẽ cố gắng nỗ lực thật nhiều. Hai phút đã trôi qua rồi, em cảm thấy có hoàn thành hết 100% mong muốn của mình để nói với Hương chưa? Dạ, em nghĩ là chưa. Chưa, được bao nhiêu phần trăm rồi? Nghĩ là tầm 80%. 80 thôi hả? Dạ. Vậy không sao, ba sẽ còn 1 phút nữa, ba giúp em dành luôn 20% còn lại nha ba. 1 phút để ba thuyết phục gia đình nhà gái giữ con trai của ba lại, xin mời. Chào gia đình nhà gái. Thì thật sự rằng là thằng con trai tôi á, tôi đã giới thiệu lần đầu tiên nó là nó rất là giác gái, cho nên rằng đứng gần gái xinh là ok nè, nó rung lắm, nó không biết nói gì hết. Nhưng mà tôi dám chắc chắn rằng nếu như nhà gái đồng ý con trai tôi thì tôi hứa rằng là con trai tôi sẽ yêu thương và sẽ cùng đi đến tận chân trời và tận cuối đời cuộc đời luôn với người con gái của nhà gái. Con nhà gái hãy chấp thuận chịu con trai tôi. Hình như cái lanh hay là duyên dáng nhiêu là ba hưởng hết, ba không chừa cho con trai ba nhiêu trơn trọi.
Rất mong là sự chân thành này sẽ giúp cho nhà gái có thể thấu hiểu và giữ con mình lại. Cảm ơn em, chúc em may mắn có mặt ở vòng trong nha. Thưa quý vị, đó là chàng trai của gia đình số 1. Bây giờ để xem cậu con trai gia đình số 2, tướng tá diện mạo, lời ăn tiếng nói như thế nào. Chào đón con trai nhà số 2. Dạ ổn hả? Ổn không? Dạ ổn ạ. Mẹ, hai đứa đứng gần xứng hả mẹ ha? Được ha. Để xem là chàng trai này thể hiện 2 phút như thế nào để chinh phục Minh Hương. 2 phút dành cho hai em, bắt đầu. À, xin chào em ha. Thì con xin chào gia đình bên nhà gái mình. Thì nói về vấn đề ăn nói đối với anh thì nó không có được giỏi cho lắm. Tại vì cũng một phần ảnh hưởng cho tính chất công việc của anh là người mẫu á. Thì khi mà bước lên sàn diễn thì cũng chỉ thể hiện qua ánh mắt và khuôn mặt của mình thôi. Nó nhưng mà bên trong anh là một con người thật sự tình cảm như là ban đầu mẹ anh nói. Nếu mà em về với anh thì anh chắc chắn là em sẽ không phải chịu thiệt thòi bất cứ một điều gì hết. Em có thích đi du lịch không? Em có, em rất thích đi du lịch. Bản thân anh cũng một người rất là thích đi du lịch luôn. Thì nếu mà về với anh thì chắc chắn là từ Bắc vào Nam thì anh sẽ dẫn em đi hết. Thế thì hay quá. Thì nói chung là anh thích em. Anh thích em. Dường như những gì mà mẹ nhà trai của gia đình số 2 nói về con trai của mình là hơi trầm tính chút xíu, thì Hiếu nghĩ rằng là cậu này cũng ăn nói tốt. Phải không mẹ? Mình tự hào ăn nói cũng tốt, mặc dù trầm tính đó, sống hơi nội tâm nhưng mà ăn nói tốt, diễn đạt được những thứ mình nói. Cái quan trọng là như vậy, các bạn trẻ dù có trầm tính đến mấy hay là các bạn dù có ít nói chuyện đến mấy thì vẫn hãy diễn đạt được những gì mình nghĩ ở trong đầu. Đó là cái tối thiểu trong giao tiếp. Và rất mừng là mình đã trải qua 2 phút, cũng có nhiều điểm nhấn chứ em nha. Cho anh hỏi nhẹ là có đẹp trai không? Dạ, quá đẹp trai. Quá đẹp trai hả? Chương trình cũng kỳ công kiếm lắm đó em, tại vì cho xứng với du học sinh Nhật Bản đó mà. Arigato gozaimasu. Dạ. Rồi, mời mẹ, mẹ có 1 phút để thuyết phục thêm gia đình nhà gái giữ con trai của mình lại đến vòng cuối cùng. Mời mẹ. Chào chị và hai con. Thì cũng như cái ưu điểm của hai con của mình á, là cùng chung một cái công việc, là cùng làm cho trong nghệ thuật, thì đó là cái ưu điểm rất là trội. Nhưng mà cái quan trọng á, là bản thân của tôi á, là người mẹ rất là hiện đại. Tôi luôn là sẵn sàng làm, đồng ý với những việc mà con cái của mình làm, mình chỉ đi theo, mình hỗ trợ thôi. Thành ra nếu như con mà có về làm dâu của mẹ thì mẹ luôn luôn ủng hộ cho con theo cái công việc mà con đam mê, và có thể mẹ sẽ sẵn sàng là mẹ cho con những cái mẹ sẽ giúp đỡ hỗ trợ cho con được thăng hoa trong cái công việc của con hơn nữa. Và bên cạnh đó là Hải Ngân của mẹ là cũng là một người biết chia sẻ với tất cả mọi người. Nếu như con là công việc của con quá bận bịu thì Hải Ngân cũng có thể chia sẻ với con chăm sóc gia đình. Thì khi mà công việc của Hải Ngân bận bịu thì con cũng có thể chia sẻ với Hải Ngân. Đó là một cái quan điểm rất là tốt trong cái hôn nhân của hai con sau này. Hết giờ. Cảm ơn nhà trai số 2 đã quyết liệt thể hiện quan điểm của mình và thuyết phục gia đình nhà gái. Và nói gì nữa, chúc cho em may mắn có mặt trong vòng sau nha. Một tràng vỗ tay. Thưa quý vị, như vậy là hai cậu con trai của hai gia đình đã lộ diện. Chúng ta còn một gia đình nữa. Hãy xem cậu con trai của nhà số 3 như thế nào. Xin mời.
Mình năng động quá cưng ha. Dạ, được, năng động vậy được nè. 2 phút cho hai bạn bắt đầu. Kính thưa quan viên hai họ. Kính thưa dòng họ hai bên. Em à, người ta nói là thiên thần là phải có cái cánh, cây lá là phải có cành, nên em thì phải có anh. Về đây bên anh. Thưa cô, con rất là muốn được quen với con gái của cô. Không biết cô có thấy thích một người năng động như con không ạ? Dạ. Cô cũng thích người năng động, nhưng mà cô nghĩ con, cái công việc của con là nghề kế toán đúng không? Cô cũng hơi ngạc nhiên là người kế toán thì sẽ trầm tính lắm, nhưng mà con ra thì con lại ngược với cái nghề của con hoàn toàn. Dạ, là cũng như ba con đã giới thiệu là con có lúc vui chơi thì con hết mình, nhưng lúc làm việc thì con sẽ có sự nghiêm túc riêng của nó ạ. Dạ. Cô dạ. Cũng thích cái điểm đó. Dạ, cảm ơn cô ạ. Em ơi. Dạ. Hãy về đây bên anh. Đúng là chàng trai này làm mình ngỡ ngàng, cứ ngỡ rằng kế toán phải lù lù, lầm lầm lì lì, ít nói mẹ ha. Hoặc là cái phong cách nó sẽ khô cứng, quần Anthony rồi thắt cà vạt rồi chẳng hạn đúng không? Mà không ngờ cậu này cậu trẻ trung quá và cậu lém lĩnh quá. Hoàn toàn bất ngờ luôn. Ngay bây giờ, thưa ba, ba sẽ có 1 phút nữa để cùng với con trai của ba thuyết phục gia đình nhà gái, đưa ra những cam kết cũng như những định hướng tương lai nào đó thật chất lượng để nhà gái có thêm niềm tin ở mình. 1 phút dành cho ba, bắt đầu. Xin mời. Xin chào hội nhà gái. Tôi thay mặt cho con, tôi cam kết với hội nhà gái là thứ nhất là con tôi rất bản lãnh. Tôi đã tập tính cho nó là tự lập cánh sinh, không ỷ lại vào gia đình, nhưng khi cần thì gia đình sẽ hỗ trợ. Và thứ hai là không cần phải làm dâu vì nó có mấy anh em trai. Và thứ ba, tôi sẽ không coi con gái của cô là con dâu mà xem như con gái, vì gia đình tôi là con trai không có con gái, nên sẽ được cưng chiều. Cô yên tâm về cái phần đó. Và cái đặc điểm là chúng tôi là có nề nếp và sự hiện đại, là không có mê tín dị đoan, kỵ tuổi kỵ tác hay là phải là phong kiến gia trưởng gì hết. Tất cả đều theo thời buổi hiện đại này là hòa đồng với nhau, tôn trọng nhau và yêu thương nhau để sống. Tất cả phải mở tấm lòng ra. Nên cô yên tâm khi giao phó con gái cô cho con trai tôi và cho gia đình tôi. Dạ. Cảm ơn ba, rất quyết liệt, mạch lạc và rõ ràng, không thừa không thiếu bất cứ ý nào hết. Chúc cho ba và em sẽ may mắn để có thể có mặt ở vòng trong nha. Một tràng vỗ tay cho chàng trai này. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, thưa quý vị. Có lẽ giờ đây mọi sự khó khăn đang đổ dồn về mẹ nhà gái và hội đồng tư vấn gồm bạn và em trai. Bây giờ chúng ta sẽ có những phút hội ý để chúng ta đưa ra quyết định cuối cùng nha. Thời gian hội ý để quyết định dừng cuộc chơi với một trong ba gia đình còn lại. Xin mời. Thời gian hội ý đã hết. Chúng ta cùng xem nhà gái sẽ quyết định ra sao. Mời mẹ hãy cho biết gia đình tiếp theo mà mẹ muốn dừng cuộc chơi là gia đình số mấy. Xin mời. Tôi xin phép được dừng cuộc chơi với gia đình. Số 3. Hả? Do tại sao vậy mẹ? Dạ, tôi cũng xin lỗi anh rất là nhiều.
Nói chung là nghe cái hoàn cảnh gia đình của anh với lại cái cách dạy con của anh và công việc của cháu nữa thì rất là, tôi cũng rất là ưng. Nhưng mà so lại để mà để hạnh phúc đó là để con gái tôi, cho con gái tôi á, thì tôi lại thấy nó không phù hợp. Vì con trai của anh làm bên ngành kế toán á, thì sẽ cần một người vợ để chăm lo cho gia đình. Còn công việc của bé, của cháu đây thì nó là công việc đi đây đi đó, tôi sợ là sẽ không phù hợp. Với lại một phần nữa là gia đình của anh nghe nói là cũng đông con trai á, thì về nhiều chị em dâu thì cũng nói chung là cũng tôi cũng không ưng lắm. Sợ khó hòa hợp phải không mẹ? Dạ. Đó là lựa chọn của nhà gái, bây giờ thì nhà trai. Dạ, không biết là ba nghĩ như thế nào về quyết định này á? Bất ngờ phải không ba? Vâng, tại vì như anh Hiếu cũng nghe tôi trình bày rất là mạch lạc. Dạ. Thứ nhất là chúng tôi rất hiện đại. Dạ. Tôi không cần phải làm dâu. Dạ. Đông, chỉ có 2-3 đứa thôi, nhưng mà lớn rồi, ra riêng rồi, cuộc sống. Ông bà mình có câu là gì? Xa mỗi chân, gần mỗi miệng. Chúng tôi thích nhất là xa mỗi chân. Nên đâu có phải làm dâu, đâu có về. Còn cái chuyện mà đôi lứa, cái công việc trái giờ, trái giấc hay gì, sự yêu thương của hai trẻ, nó sẽ ngồi với nhau, nó sẽ bàn bạc và nó quyết định. Chúng tôi là người lớn và chúng tôi đã nói chúng tôi là người hiện đại, không xen vào cái một gia đình nhỏ đó. Đó. Yeah. Còn cái chuyện mà của chị, suy nghĩ của chị thì tôi tôn trọng. Chứ những cái quan niệm tôi đã trình bày rất rõ ràng là không có gia trưởng, không có mê tín dị đoan, kỵ tuổi, kỵ tác, vân vân và vân vân, tôi đã trình bày hết. Nhưng mà chú muốn nghe cái quan điểm của con, được không ạ? Dạ, như mẹ con cũng đã nói là tại vì con cũng sợ về nhà nhiều con trai, nó cũng khá là phức tạp. Với lại dù gì thì mỗi người, con cũng nghĩ với mẹ là nghề của con có khi là có những hôm lại không về nhà nữa. Nên đôi khi con nghĩ với bạn thì sẽ cần một người ở nhà chăm lo gia đình nhiều hơn. Con nghĩ là sẽ hơi không phù hợp ấy ạ. Nghĩa là em cũng đồng thuận với quyết định của mẹ mình. Dạ. Thưa quý vị, thật tiếc khi một chàng trai dù làm nghề kế toán nhưng khá thú vị, sống động, hoạt bát và lanh lợi. Tuy nhiên, đây là quan điểm của nhà gái, chúng ta vẫn phải tôn trọng. Vậy thì còn nói gì nữa? Mời cậu con trai gia đình số 3 và 3 trở lại sân khấu. Xin mời. Tiếc quá, thật ra là anh khá là thú vị với trường hợp của em. Tại vì mình làm đâu đó một cái nghề ta tưởng rằng cứng nhắc, nhưng mình rất là năng động, mà rất là thoải mái. Nhưng anh hỏi thật nè, nhà gái lo lắng rằng sau này do công việc của em là kế toán, em có giờ giấc cụ thể rõ ràng, sáng 8 giờ đi làm, chiều 5 giờ đi về. Còn vợ của em sau này nếu mà cưới nhau được á, thì cô ấy có thể đi diễn, đi thế này thế nọ, đi thâu đêm suốt sáng. Thì em có lo ngại hay không? Em có ghen không? Hay em có bắt vợ phải ở nhà nhiều hơn hay không? Dạ là lo thì phải lo, ghen thì phải ghen. Nhưng công việc của bạn ấy thì em chấp nhận. Em tôn trọng đúng không? Chứ không quá khắt khe là bắt bạn ở nhà đúng không? Nhưng cái quan trọng là nhà gái quá lo, sợ. Ở đây nói như vậy chứ nữa cưới về thì khác. Thật sự cái đó là anh hiểu tâm lý của gia đình lắm. Thường người ta lo xa hơn là khi cưới về rồi, no sôi chén chè rồi, bắt đầu sẽ có những cái chuyện xảy ra và mình hơi hướng áp đặt. Tại do mình là nhà con trai không mà ba ha. Nhưng không sao, con tin rằng với cậu con trai thú vị như thế này thì rất là nhiều cô gái ngoài cũng dòm ngó em. Cho nên là chỉ cần tìm một cô dâu nào phù hợp, và đặc biệt là với một người ba chồng hiện đại như thế này thì chắc chắn rằng không có thiếu nàng dâu để ba lựa đâu. Phải không? Chỉ là ở đây không hợp thôi. Phải không ba? Vâng. Rồi, chúc ba với em nhiều sức khỏe, sắp tới gặp nhiều may mắn, và quan trọng là sẽ sớm kiếm được một nàng dâu phù hợp với mình. Một tràng vỗ tay để chào đón gia đình số 3. Gửi lời chào, tạm biệt. Dạ, mời ba và em. Cảm ơn ba và em đến với chương trình. Không biết là ý kiến của quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình như thế nào? Quý vị có đồng ý với lựa chọn dừng cuộc chơi với gia đình số 3 của nhà gái hay không? Nhưng dù gì thì kết quả cũng đã có, và chúng ta còn lại hai gia đình.
số 1 và số 2 cùng đến với vòng quyết định mang tên Thông Gia Song Đấu. Ở vòng này, gia đình của hai chàng trai còn lại sẽ đem đến chương trình hai kỷ vật đắt giá nhất để chinh phục gia đình Thông Gia tương lai của mình. Vòng 3 có lẽ là vòng thi gay cấn nhất để gia đình của hai chàng trai kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục giải thích tại sao con trai họ xứng đáng được gia đình cô gái lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính này, gia đình cô gái sẽ đưa ra quyết định cuối cùng chọn gia đình nhà trai nào phù hợp và đạt tiêu chuẩn để trở thành thông gia của mình. Cuối cùng, cô gái của chúng ta sẽ lên tiếng về cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn của mình. Quý vị biết không, điểm thú vị ngay tại vòng 3 này đó chính là từng gia đình nhà trai đã mang đến đây một món báu vật. Và thường toàn là những món báu vật ẩn chứa những thông điệp để có thể gửi gắm đến cho nhà gái, hòng thuyết phục nhà gái. Để xem ngày hôm nay, hai nhà trai sẽ mang đến đây những món báu vật như thế nào để có thể chiếm cảm tình từ nhà gái. Mời các vị vào vị trí cho phần trình báu vật. Xin mời. Thưa quý vị, các gia đình đã vào vị trí rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng đến với món báu vật của gia đình số 2. Rồi, cùng xem. Đó là chất lượng nha. Tươi xanh như nồi canh. Hiếu sẽ mang món báu vật này trở lại cho gia đình số 2 và gửi lại cho mẹ. Mời mẹ trình báu vật cho gia đình nhà gái, xin mời. Hôm nay tôi cũng trình lên gia đình nhà gái là một chiếc nhẫn gia bảo. Thì chiếc nhẫn gia bảo này là chỉ có một chiếc duy nhất và rất là đặc biệt và rất là quý báu, giống như là cậu cả trong gia phả của gia đình dòng họ của tôi. Cậu cả trong gia phả. Chiếc nhẫn này ngoài cái việc là đặc biệt là nó là báu vật của gia đình thì nó cũng mang một cái ý nghĩa là nhẫn. Nhẫn nại, nhẫn chịu nhẫn nhục trong gia đình, vợ chồng luôn kiên nhẫn với nhau, đồng lòng với nhau. Đó là một cái ý nghĩa rất là quan trọng trong cái cuộc hôn nhân của hai con. Cái chiếc nhẫn này nó rất là quý giá. Nhưng ngày hôm nay nếu như tôi có được con là con dâu của tôi thì con rất là quý giá hơn chiếc nhẫn này. Và con luôn luôn sung sướng khi mà con chọn Hải Ngân và chọn mẹ đây. Thì con sẽ là một báu vật. Con chỉ cần về là con thích gì con làm đó. Có thể gia đình mẹ sẽ hỗ trợ cái công việc của con đi lên. Chứ không bao giờ mà bắt con là phải làm theo gia đình bên Hải Ngân hết. Con cứ yên tâm mà chọn lựa Hải Ngân của mẹ nha. Dạ. Nhà gái thân mến, nếu mà con gái của mình được gả cho nhà của số 2 thì đây sẽ là mợ cả ở trong gia phả. Mợ cả là dâu cầu, dâu khẩn đó ạ. Rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta cùng đến với món báu vật của gia đình số 1. Xin mời. Dạ. Mình có đoán đây là món báu vật gì không ạ? Em thấy nó xẹp lắm. Nó xẹp lắm, mà... có thể là một giấy tờ. Tờ giấy thôi. Hoặc là giấy kết hôn. Dạ. Thường là như vậy, nếu quá xẹp là giấy kết hôn. Hơi u u nhẹ nhẹ là sổ hồng. Hơi u u cao cao nữa là một quyển lưu bút ngày xanh. Có thể là một bức tâm thư. Tâm thư dành cho nhà gái. Dạ. Cũng có thể. Để xem món báu vật của gia đình số 1. Đó chính là thưa quý vị, không thấy bất kỳ điều gì trên chiếc mâm này cả.
để xem vấn đề gì đã xảy ra. Món báu vật của em đâu? Thật ra món báu vật của em không nằm ở trên đó. Món báu vật của em nằm ở đây. Hai người có biết nhau hả? Dạ. Như em đã nói trước đây thì mối tình mà em day dứt nhất. Dạ. Là hắn hả? Dạ. Là tên tội đồ đó hả? Dạ vâng ạ. Sao hồi nãy lúc mà đứng đây nói chuyện hai em, khi mà nói chuyện với nhau thì anh không thấy em có phản ứng gì hết vậy? À, thật ra câu chuyện thì cũng đã diễn ra quá lâu rồi. Thì khi mà em chấp nhận bước đi sang một đất nước mới thì bước qua cánh cửa sân bay là em đã đặt dấu chấm hết cho mối tình này rồi. Đến bây giờ thì em chỉ xem anh đó như là một người lạ từng quen thôi. Nghĩa là quyết định mà ba mẹ em cho em đi du học cũng đồng thời tạo điều kiện để cho em có thể lánh xa mối tình không trọn vẹn này. Dạ đúng rồi ạ. Cho Hiếu hỏi, dạ thưa mẹ, mẹ có biết về chuyện tình cảm của em và chàng trai này không ạ? Trước đây thì con gái của tôi thì cũng đã có một lần giống như là thất tình. Nhưng mà gặp cháu đây rồi mới biết cháu là người yêu cũ của bé. Chứ là lúc trước thì mình chưa gặp mặt qua. Nhưng mà có biết là con đã từng thất tình một lần. Thì lúc đó cháu rất là đau khổ. Và cả gia đình coi như là cũng động viên con rất là nhiều. Có lần cháu đã uống thuốc tự tử. Bạn thân của Hương, em nhận ra chàng trai này không? Hình như em có gặp chàng trai này 2-3 lần đi chung với Hương. Lúc đầu thì em chỉ ngờ ngợ ra thôi. Sau này khi em xem tấm ảnh thì em mới nhận ra đó là xưa em có từng gặp bạn này rồi. Và Hương cũng không nói gì với em về mối tình này hết ạ. Wow. Em đến đây hoàn toàn có mục đích hay là ngẫu nhiên mà gặp Hương tại đây? Thì thực ra em đến đây là có mục đích. Khi mà em biết Hương từ bên Nhật trở về tham gia chương trình này thì em đã đăng ký để mong muốn một lần nào đó sửa sai. Vì ngày xưa em đã chưa trưởng thành, em chưa cứng đầu và đã làm Hương tổn thương. Thật sự đây là một chuyện cũng chưa có tiền lệ. Và nhìn tấm hình đó thì tôi tin rằng là hai bạn đã có thời gian ở bên nhau hẳn là rất hạnh phúc. Và có lẽ mối tình nào đến với nhau để mà tan vỡ hay là không thành thì đều có lý do riêng cả. Đó là phần trình báu vật. Báu vật cũng đã trình rồi. Tiếp nhận hay không là quyết định từ nhà gái. Bây giờ là lúc mà hai gia đình sẽ đến với màn tiếp theo. Đó chính là thông gia song đấu. Dù đến đây có mục đích hay không có mục đích thì hãy trả lời cho chúng tôi biết vì sao gia đình nhà gái nên chọn gia đình của mình mà không chọn gia đình còn lại. Thời gian dành cho hai gia đình bắt đầu. Chị thấy không? Việc đầu tiên chị nên nhìn nhận là con chị và bên đây là đã từng yêu nhau và đã từng chia tay. Gương vỡ sao lại lành được? Nếu như nó có hạnh phúc thì ngay giây phút ban đầu nó lại hạnh phúc rồi. Bên cạnh đó, con gái của chị đã bị tổn thương. Tổn thương vì một người bạn trai như vậy, đã từng phải tự tử như vậy. Chị là người mẹ, tôi cũng là người mẹ, khi con mình tổn thương rất là đau lòng. Nên tôi nghĩ là chị đừng nên để con chị lặp lại cái sự đau lòng lần đó nữa. Nó sẽ tổn thương rất là sâu sắc tới con mình và sau này nữa. Thành ra tôi nghĩ chị nên chọn con trai của tôi. Tôi thấy rằng con người khi sinh ra không ai hoàn thiện hết. Và đặc biệt luôn, quan trọng nhất, con trai tôi nó biết sai và đã sửa sai, nó đã trưởng thành. Thì nó đã trưởng thành rồi thì mong sao chị đồng gia hãy bỏ qua cái quá khứ cho nó và hãy chấp nhận nó. Anh bỏ qua cái suy nghĩ đó đi. Tại vì gương mà nó có lành lại nhưng mà nó vẫn còn một cái vết sẹo rất là sâu. Tôi là phụ nữ, tôi thấu hiểu cho con gái.
con gái rất là đến cái mức độ mà phải hy sinh vì bạn trai, phải mà tự tử vì bạn trai, thì lúc đó là cái người bạn trai đó phải như thế nào mới làm tổn thương mạnh tới người con gái như vậy. Cho nên tôi nghĩ là anh và con anh nên ra về để đừng làm tổn thương con bé một lần nữa. Tôi thấy rằng á, con tôi đã biết sai và đã sửa sai, và quan trọng nhất á là con gái có chấp nhận nối lại tình yêu với đứa con trai tôi hay không. Tôi nghĩ á, mỗi cha mẹ nào cũng muốn con cái mình được hạnh phúc, nhưng mà cái quan niệm của anh cũng đúng, con anh đã từng sai và đã từng sửa, nên hãy sửa với một người nào mới đi, và con gái xin hãy tìm một hạnh phúc với một người mới để mình có một cái điều hạnh phúc tốt đẹp hơn. Con có thể có làm bạn với người cũ thôi, chứ còn mà quay lại để hàn gắn lại tình yêu thì theo như mẹ nghĩ là không có nên. Tại vì một khi mình đã quá hiểu nhau nhiều rồi thì bây giờ mình mới chia tay, rồi bây giờ mình đã hiểu vấn đề đó rồi, bây giờ mình phải lặp lại, mình sẽ chia tay tiếp tục. Con chính là người sẽ tổn thương rất nhiều, con nên nghe theo mẹ và hãy chọn hải ngân của mẹ. Bây giờ nè, con thử nhìn nhận và con hãy đặt lên cái bàn cân giữa Hải Ngân và con trai bên đây, thì con thấy bên nào sẽ có cái trọng lượng nặng nhất thì con sẽ lựa chọn. Mình chỉ lựa chọn một lần duy nhất trong đời thôi con. Con nên nhớ hạnh phúc là mình hơn ở nhau là sự cái lựa chọn ban đầu. Mình lựa chọn đúng cái người bạn đời của mình thì con sẽ hạnh phúc cả một cuộc đời. Trong tình yêu á, luôn luôn á, ai cũng đều sẽ có lỗi hết, và biết lỗi sửa lỗi là tốt. Nếu mà mở ra một cái chương mới á, thì rất tốt. Nhưng mà cái điều rằng á, sách cũ á, nó có cái giá trị hơn cả sách mới. Và đặc biệt á, tình yêu của hai trẻ không nên được so sánh với nhau là cứ cao và thấp, hay là nặng hay nhẹ. Quan trọng á, là hai trẻ hợp nhau, chứ đừng nên so sánh nhau gì hết. Làm sao mà phù hợp được? Anh xem đi con anh, một đứa làm bên ngành du lịch, cứ đi nay đây mai đó, đi suốt ngày này qua tháng kia, năm này qua năm kia, làm sao có thời gian mà để trao đổi cái tình cảm với con gái. Thì bây giờ con tôi và con gái cùng chung một ngành nghề có thể là chia sẻ với nhau. Mà hơn nữa, tôi cũng có khả năng cho con gái đi theo cái ngành nghệ thuật và tiếp bước càng cao lên. Gia đình tôi rất là giàu, rất là nhiều điều kiện mà để cho hai con theo cái sự nghiệp rất là thoải mái. Hai con muốn làm cái gì cũng được. Có thể á, mẹ sẽ bỏ tiền ra làm phim cho con luôn. Dạ. Nói con tôi làm du lịch vậy thôi, chứ thật sự ra rằng á, con tôi á, cũng rất đam mê nghệ thuật. Và riêng cả tôi cũng đam mê nghệ thuật luôn, chứ đâu khác gì đâu. Bởi vậy rằng á, là con gái đến với con trai tôi cực kỳ hợp. Bởi vì sao? Du lịch và kết hợp với nghệ thuật nữa, không còn gì bằng. Thì nếu mà nói về công việc á, con trai chị á, cao ráo đẹp trai như vậy đó. Nhưng không biết rằng á, thường thường những người cao ráo đẹp trai người ta kêu là đào hoa lắm. Và làm nghệ thuật á, người ta kêu là nghệ thuật á, làm con trai này rất là đào hoa và bay bướm lắm. Không biết rằng á, có thể mang lại hạnh phúc lại cho con bé không hay không. Còn riêng con trai tôi á, tuy đã lầm lỗi nhưng nó rất là trung tình. Bao năm trời rồi nó vẫn ấy ở một mình như vậy đó, không quen ai hết. Bởi vậy tôi kêu rằng nó rất là nhát gái. Cho nên á, con hãy quay trở về lại với con trai của bác. Rõ ràng là bên nào cũng đã nhận thấy yếu điểm của bên kia và đưa ra những lời thuyết phục gia đình nhà gái. Cảm ơn hai vị làm cha, làm mẹ đã rất song sáo và quyết liệt để bảo vệ con của mình. Ngay bây giờ có lẽ để cho người trong cuộc lên tiếng, mời hai chàng trai, hai em có muốn nói gì, biện hộ gì về chính bản thân mình để thuyết phục gia đình nhà gái hay không? Như bác trai hôm nay có nói là đẹp trai sáng cao ráo thì được số là đào hoa, nhưng mà con khẳng định lại là ai đào hoa chứ con không đào hoa. Thì hiện tại tính tới mối tình mà con có được thì chỉ vỏn vẹn chỉ có một thôi. Thì con không có nghĩ là chú nên đánh đồng tất cả các những người mà có ngoại hình mà sáng sủa như con mà lại đào hoa như vậy. Con không đồng ý với quan điểm đó. Thì đã con đã nói là ngay từ đầu là con là một người sống rất tình cảm, và con có khả năng và con có đủ sự ấm áp và chân thành để giúp cho Hương hạnh phúc. Thì so sánh được với tôi và Hương là cũng đã trải qua một mối tình, mà mối tình đầu tiên, cái gì đầu tiên cũng vậy, cũng rất là nhiều thứ nữa mong muốn được với nhau, đã làm cùng nhau và trải nghiệm cùng nhau. Nhưng mà cái quan trọng ở đây á, là cái mối tình nó không được đẹp. Cái mối tình nó dẫn tới cho Hương là
suýt mất mạng. Vậy liệu bạn có nghĩ rằng là nếu mà trong cái khoảnh khắc đó gia đình không phát hiện kịp thì liệu Hương còn đứng đây để cho bạn có cơ hội để quay lại với Hương không? Tôi đồng ý là tôi cũng đã sai. Nhưng mà tôi sai thì tôi phải có một lần được sửa sai. Nên là ngày hôm nay tôi đã ở đây để sửa sai cái lỗi lầm của mình. Vậy bạn có chắc bạn hoàn hảo không? Vì ai cũng vậy thôi, ai cũng phải có một lúc, một lần nữa phải sai. Ngay từ đầu thì tôi chưa từng khẳng định tôi là một người hoàn hảo. Tôi chỉ nói ở đây là cái gì thì quá khứ thì cũng là quá khứ rồi. Sống là mình sống cho tương lai và trước mắt của mình. Không thể nào mà mình đi sống lại cái quá khứ của mình nữa, một lần nữa. Thì cái gì cái tương lai và cái hiện tại trước mắt của mình thì là mình phải trải nghiệm và trải qua nó. Thì sau này tương lai mà Hương với tôi có cãi nhau hay là có xích mích gì đó thì cái đó tôi cũng sẽ xem như là một cái gì đó để cho cả hai hiểu nhau hơn, chứ không phải là lấy lý do đó để chia tay Hương hoặc là làm cho Hương đau khổ như là bạn làm lúc trước. Xin lỗi bạn, bạn đâu có từng ở trong mối tình này mà bạn có thể hiểu được mối tình này nó đẹp như thế nào. Con xin phép mẹ cho con một lần sửa sai. Dạ. Thưa quý vị, đó là quan điểm từ hai gia đình nhà trai. Hôm nay khá là căng thẳng vì có sự xuất hiện của người yêu cũ. Tôi chắc rằng là gia đình nhà gái cũng bắt đầu đã có sự lựa chọn rồi. Vậy thì mời mọi người về vị trí để chuẩn bị đến với kết quả cuối cùng. Hai bên gia đình nhà nào cũng thương con mình cả và nhà nào cũng có lý lẽ. Và để cho thấy sự xuất hiện của họ tại đây đều có lý do, để xem gia đình nhà gái sẽ lựa chọn như thế nào. Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Xin mời. Thời gian hội ý đã hết. Ngay bây giờ là thời khắc quan trọng, để xem một bên là người yêu cũ đến đây để sửa chữa sai lầm của quá khứ và mong muốn nối lại tình xưa. Một bên là một gia đình đầy đủ về vật chất, về ngoại hình, về sở thích, về đam mê, trùng khớp với nhà gái. Nhà gái sẽ lựa chọn ai? Mời mẹ nhà gái hãy cho chúng tôi biết. Khá là hồi hộp. Trước tiên ngay bây giờ, trước khi mẹ nhà gái đưa ra quyết định, em trai của Hương, em sẽ chọn ai giữa hai gia đình này? Theo em thì em sẽ chọn gia đình nhà số 2 ạ. Em chọn cậu con trai gia đình số 2, vì sao? Tại vì thì gia đình nhà số 1 thì đã làm cho chị em đau khổ quá nhiều rồi. Và trong lúc mà chị em uống thuốc tự tử là em là người phát hiện ra chị, nên em thấy em không muốn chị đau khổ thêm một lần nữa. Ngay bây giờ, mời mẹ hãy cho chương trình được biết chàng trai con của gia đình số 1 hay là chàng trai con gia đình số 2 là chàng trai mà mẹ lựa chọn. Xin mời. Tôi xin chọn gia đình. Gia đình số 2 ạ. Lý do chắc cũng không quá bất ngờ phải không mẹ? Lý do của mẹ là gì ạ? Dạ. Thứ nhất, gia đình số 2 là nghề nghiệp của hai cháu nó phù hợp với nhau. Với lại có một người mẹ rất là tâm lý và hiểu được hoàn cảnh nghề nghiệp của con cái và có thể là sẽ nâng đỡ cho con phát triển hơn nữa. Với lại cậu con trai thì ngoại hình rất là cân xứng với cháu, với con gái tôi. Còn gia đình số 1 là đến đây tôi mới biết
cậu bé đó là người yêu cũ của Minh Hương đây. Thì tôi rất là bất ngờ. Và thật sự tôi dù cho cháu có muốn quay lại, rất là có một sự chân thành để quay lại, nhưng mà tôi không muốn con gái tôi có bị đau khổ một lần nữa. Vì gia đình tôi nói chung là chỉ có cháu là một mình là con thôi. Bao nhiêu tất cả những cái gì tốt đẹp nhất tôi muốn dành cho con gái tôi. Không muốn con gái tôi đi vào cái vết xe đổ lại một lần nữa. Ba của gia đình số 1 nghĩ như thế nào về quyết định này? Dạ, tôi rất là tôn trọng ý kiến của bên nhà gái. Cho nên thôi, nếu như hai đứa có duyên nhưng không nợ thì thôi, không sao cả. Dạ, cũng mong anh thông cảm. Nếu như anh làm cha làm mẹ thì anh khi anh chứng kiến được con của anh nó đau khổ như thế nào và nó đã hành động dại dột như thế nào thì chắc hẳn là anh sẽ không bao giờ quên và có thể tha thứ được. Nhân đây tôi cũng thay mặt cho con trai tôi gửi lấy lời xin lỗi đến gia đình của chị và mong chị và cháu hãy tha thứ cho con trai tôi. Có lẽ đó là lựa chọn mà chúng ta hoàn toàn có thể biết trước. Khi gia đình nhà gái không muốn con gái của mình đi vào vết xe đổ, đã từng quá đau khổ khi xưa rồi. Mời cậu con trai gia đình số 1 và 3 cùng trở lại sân khấu. Xin mời. Đó là quyết định của nhà gái, mẹ của Hương. Ngay bây giờ thì em có muốn nói gì về quyết định này không? Thì hiện tại bây giờ là em không muốn nói gì về vấn đề này. Em chỉ muốn nói một câu thôi. Hương, anh xin lỗi. Cô xin lỗi. But we need something to hold. I think you know it's coming by now. Cause I'm not good at hiding it. Know what I gotta say, just don't know how. And I'm not good at finding it. Do I say what I need to say? Or do I tell you what I think you wanna hear? Thưa quý vị, rất tiếc chúng ta phải tạm biệt với gia đình nhà trai số 1. Chúc cho em và ba sẽ có nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Một tràng vỗ tay gửi lời chào đến gia đình số 1. Tell you I'm sorry and then one day it won't hurt. Say it's me, not you, and I'm not what you deserve. But they're just words. They're just words. Well, they're just words. They're just words. Và thưa quý vị, như vậy xin chúc mừng mẹ gia đình số 2. Chúng ta cùng gặp gỡ lại cậu con trai của gia đình số 2. Cảm giác của em như thế nào khi được mẹ nhà gái lựa chọn? Cảm giác của em bây giờ rất là sướng. Sướng. Rất là vui và hạnh phúc vì mấy gái đã tin tưởng và giao Hương cho con. Dạ. Thật là tuyệt vời đúng không? Nỗ lực của mình nãy giờ cùng với mẹ đã đạt được thành quả, phải không mẹ? Bây giờ thưa quý vị, để xem cái kết ngày hôm nay có trọn vẹn không? Có lẽ tất cả chúng ta đều đang cảm thấy hạnh phúc đã gần kề rồi, phải không? Một chương mới của một người con gái đang dần mở ra, hy vọng rằng sẽ mang đến những điều tốt đẹp. Ngay bây giờ sau tiếng đếm 1, 2, 3, Minh Hương nếu đồng ý với lựa chọn của mẹ mình, chỉ cần đi lên đây thôi cưng, nắm tay chàng trai này, màn kết hợp ngày hôm nay thành công mỹ mãn. Còn nếu như không đồng ý, mà anh nghĩ rằng chắc là không có việc gì không đồng ý đâu mẹ. Rõ ràng là vậy rồi. Em cứ ngồi tại chỗ. Hy vọng rằng chúng ta có một cái happy ending. Hy vọng rằng chúng ta có một cái kết đẹp ngày hôm nay. Nào bắt đầu nha. Hào hứng lên nha. 1 2 3. Lên đi, 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 lên đi.
Đầu tiên là mình cũng muốn xin lỗi bạn. Nhưng mà mình nghĩ là chắc tụi mình chỉ nên làm bạn với nhau thôi. Như mình nói là có thể là mình đã đóng cửa trái tim rồi. Nhưng mà khi đứng ở đây và nghe những lời mà bạn trai cũ của mình nói lời xin lỗi với mình, thì mình chợt nhận ra là hóa ra là từng ấy năm mình cố gắng mạnh mẽ cũng chỉ là một vỏ bọc bên ngoài thôi. Mình cảm ơn bạn. Cho anh Hiếu xin lỗi nghĩa là em không đồng ý với lựa chọn của gia đình mình. Dạ đúng rồi. Dạ đúng ạ. Anh không hiểu rõ về mối quan hệ của em và chàng trai này. Anh chỉ biết là những gì em kể ra là em từng gặp đau khổ như vậy. Nhưng mà chàng trai này có đáng để em làm điều đó hay không, khi mà em đã từng một lần đau khổ? Đúng là em cũng đã từng trải qua một khoảng thời gian rất là tồi tệ. Thật ra là em cũng đã cố gắng một mình tự bươn chải ở bên đất nước mới rất nhiều. Nhưng mà như anh nói là tình đầu thì tình đẹp nhất mà. Em nghĩ em cũng nên cho bạn ấy một cơ hội. Tại vì khi mà trái tim em vẫn còn rung động vì bạn ấy thì làm sao mà em có thể dùng một người khác để che lấp cái khoảng trống đó được ạ? Nghĩa là em đồng ý tha lỗi cho chàng trai này à? Dạ đúng ạ. Ở đây có hai điều anh muốn hỏi cho rõ. Đồng ý tha lỗi là một chuyện, nhưng mà có quay lại để quen lại từ đầu, nối lại tình xưa không lại là một chuyện. Anh có dám hứa với em là từ bây giờ trở đi anh sẽ không bao giờ làm cho em đau khổ thêm một lần nữa không? Anh hứa anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em một lần nữa. Nhưng mẹ không đồng ý. Con đừng dại dột mà nghe lời thêm một lần nữa. Mẹ biết là con rất là dễ nhẹ dạ, nhưng mà trong chuyện hôn nhân, tình cảm con phải thật sự sáng suốt. Con không thể nào mà khi mà con vấp ngã một lần nữa, mẹ không tin là con sẽ có đủ sức để con đứng dậy một lần nữa đâu. Con hãy thật tỉnh táo để con quyết định tương lai của con. Thật ra là con bây giờ con cũng đã đủ lớn để nhận biết được là điều gì con làm sai, làm đúng. 2 năm mẹ cho con đi Nhật thật sự là một khoảng thời gian đối với con, nó là một khoảng thời gian rất là dài. Khi mà con qua bên đó một mình tự bươn chải tất cả mọi thứ mà trong lòng thì vẫn còn rất là đau khổ. Thì nhờ đó mà con đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nên con tin là lần này sự lựa chọn của con là chính xác. Mẹ à, như mẹ đã nói là từ nhỏ đến lớn con luôn luôn nghe lời mẹ. Thật sự từ nhỏ đến lớn khi mà ba mẹ bảo con làm gì con cũng chấp nhận. Ba mẹ muốn con đi học bác sĩ con vẫn sẵn sàng đi học bác sĩ. Ba mẹ muốn con đi Nhật con vẫn sẵn sàng đi Nhật, mặc dù điều đó con không hề muốn. Con chỉ cãi lời mẹ đúng một lần là con xin về. Lần này con xin mẹ cho con cãi lời mẹ thêm một lần nữa để con được sống với tình yêu của mình. Thật sự con làm mẹ rất là đau lòng. Mẹ không nghĩ rằng là con đã cãi mẹ một lần và bây giờ lần thứ hai con lại không nghe lời mẹ. Con thấy đó, việc lựa chọn đi Nhật cho con đó là muốn tốt cho tương lai của con. Con nhìn đi, những người bạn mà đi cùng một thời với con đó, bây giờ người ta như thế nào và bây giờ con như thế nào.
Nhưng mà mẹ cũng không muốn so sánh. Mẹ cũng muốn con hạnh phúc, con đeo đuổi những ước mơ của con. Nhưng mà con à, trong chuyện hôn nhân, con không thể nào con có thể con quay lại được đâu. Khi vấp ngã rồi là con sẽ đau khổ, và cái sự đau khổ đó sẽ kéo dài với con suốt cả đời. Mẹ không muốn đánh cược với con thêm một lần nào nữa. Lần này thật sự hôn nhân này mẹ không thể nào mẹ chấp nhận. Con xin lỗi mẹ, nhưng mà đó giờ mẹ cũng rất là tin con đúng không? Mẹ tin con. Mẹ hãy tin con thêm một lần nữa đi mẹ. Nếu như anh ấy không thay đổi, con hứa với mẹ là con sẽ tìm cho mẹ một chàng rể tốt hơn rất nhiều. Mẹ tin con đi nha mẹ. Rất là xin lỗi khi phải lên tiếng ngay lúc này. Với khuôn khổ của chương trình Thông gia song đấu, chúng tôi tạo ra sân chơi này muốn tôn vinh những ý kiến của các bậc phụ huynh. Và với trường hợp này, gia đình nhà gái của mình đã lựa chọn cậu con trai gia đình số 2 là cậu con trai mà mình đã đồng ý để cho phép kết đôi với con gái nhà mình. Cho nên đầu tiên anh muốn hỏi lại, em không đồng ý với lựa chọn của gia đình mình đúng không? Tôi xin tuyên bố màn kết hợp ngày hôm nay không thành công. Không đâu chị, quyết định nào là ở tôi. Tôi sẽ chọn con trai của chị. Nó đã vấp ngã một lần, tôi không bao giờ để cho con gái tôi vấp ngã lần thứ hai nữa đâu chị. Thành thật tôi xin lỗi chị vì điều này. Tôi vẫn chọn gia đình chị ạ. Đó vẫn là quyết định của mẹ em. Và trong khuôn khổ chương trình thì màn tái hợp ngày hôm nay đã không thành công. Còn lại thì có lẽ nếu em và chàng trai này thật lòng thương mến nhau thì các bạn phải chứng minh cho gia đình mình thấy. Và dĩ nhiên trong khuôn khổ của chương trình sẽ không đủ thời gian để chúng ta chứng minh và làm điều đó. Điều mà chúng tôi làm chương trình này đều mong những chàng trai cô gái đến đây tìm thấy hạnh phúc của mình. Nhưng hạnh phúc của bạn nếu không đặt ở vị trí này mà đang đặt ở bên kia thì đó phải là nỗ lực của cả hai bạn trong chặng đường sắp tới vượt ra khuôn khổ của chương trình này. Và rất tiếc chúng tôi sẽ dừng lại chương trình ngay tại đây. Điều còn lại có lẽ gia đình mình sẽ giải quyết và đưa đến quyết định đúng đắn nhất. Màn tái hợp ngày hôm nay một lần nữa tôi sẽ được nhấn mạnh không thành công. Mời các gia đình về vị trí để gửi lời chào khán giả. Thưa quý vị khán giả, những tưởng ngày hôm nay chúng ta đã có một sự kết đôi thật là hài hòa. Một bên là con nhà người ta, đẹp trai, gia đình đầy đủ, nền tảng và cơ bản. Nhưng rồi thì cô gái kia với sự xuất hiện của người yêu cũ, người đã từng làm cô ấy tổn thương, đã khiến cho cô ấy phải tha thứ. Đây là một cái kết không ai muốn cả. Và như Phương Hiếu vừa chia sẻ, nếu như các bạn đã quyết định và kiên định với con đường hạnh phúc của mình, điều mà chúng tôi mong đó chính là các bạn vẫn sẽ được hạnh phúc. Còn bằng cách nào phải do từ các bạn gây dựng lên, cùng nhau làm nên và cùng nhau gìn giữ. Rất xin lỗi bác vì ngày hôm nay, phải không ạ? Và cũng hiểu được tâm lý của mẹ nhà gái là như thế nào. Nhưng có lẽ mong mẹ sẽ đâu đó suy nghĩ lại thấu đáo để xem hai con sẽ chứng minh như thế nào để tạo điều kiện cho hai em nếu thật sự hai em ấy cần nhau. Chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thông gia song đấu được phát sóng vào khung giờ 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Sunrise Media thực hiện. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại tuần sau với những cặp đôi dễ thương và đáng yêu hơn. Xin chào. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.